Ngày 14 tháng 9, theo ghi nhận của tuổi trẻ tại bãi giữ xe dành cho nhân viên của bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục xe máy xếp hàng nằm ngổn ngang lâu ngày vì không ai đến nhận. Một số xe máy do để lâu nên bị rỉ sét, hư hỏng, một khung sườn, bụi phủ dày đặc. Các nhân viên làm việc tại bãi giữ xe cho hay, những chiếc xe vô chủ đã nằm từ năm này qua năm khác, có những xe để lại đã 5 năm. Ngoài việc phải trông coi cẩn thận, các nhân viên còn phải sắp xếp một khu vực riêng biệt để dễ quản lý. Theo ghi nhận, ngoài những xe cũ nát thì nhiều xe máy còn rất mới, nhưng chủ không quay lại tìm xe. Bác sĩ Hoàng Văn Dũng, phó giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức chia sẻ, những chiếc xe vô chủ là bài toán đau đầu đối với bệnh viện. Hiện tổng số lượng xe không ai đến nhận là 21 xe. Trong thời gian tới, số lượng có thể tăng lên. Do vậy, bệnh viện đang lo tìm cách giải quyết. Đến kỳ, bệnh viện sẽ gửi báo cáo đến địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn. Cũng theo bác sĩ Dũng, bệnh viện mong muốn có hướng dẫn cụ thể để xử lý những chiếc xe vô chủ vì hiện nay chưa có trường hợp nếu bảo quản xe bị thất lạc bệnh nhân quay lại tìm cũng gây rất nhiều bất cập cho bệnh viện